phù máu cọp ơi. Ủa nãy giờ mình đang đi bao nhiêu vậy chị? Mốt đi xin nhà, cái hát là hai mươi hai mươi hai mươi mốt hả? 21 mà sao nó dễ vậy? Em đi em tưởng nó là nó sẽ chạy lung tung luôn chứ. Thôi đi cào mệt lắm. Ông vũ mang bị golem ruột chạy sắp mặt. Thank you.
Vãi nồi nó nhốt tăng rồi chị ơi. Mẹ biết cái chị nghiệp, nó gọi là nghiệp. Nhốt em luôn chịu. May là em nhanh, may là em nhanh trí em tự sát á, chứ em mẹ mà ngu rồi mẹ mở ra mới em đánh rồi, chắc tới mai mới xong. Mẹ may là em hóa người em tự sát không là thôi mẹ nhập hành rồi, đi lại cho em tên nữa rồi. Đúng bản năng mách bảo luôn. Mẹ tự nhiên thấy xám màn hình thì tưởng đâu bị rớt mạng, cục tạ và lắc đi lại chết. Nhốt tăng luôn biết thì tin được. Boss này biết lựa, biết nghiệp ghê, lựa chúng là nghiệp nhất tim luôn. Quá thiệt chứ.